Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quả Stock. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 11 và qua đó sẽ đánh giá thêm liệu trong cái nhịp hồi nhịp tăng đâu đó khoảng 35 điểm như thế này thì thị trường có quay trở lại xu hướng tăng ở trong giai đoạn sắp tới vậy hay không, và liệu nó có phải là một tín hiệu xác nhận cho rằng thì cái gọi là cái vùng 1020 cho tới 1040 là tín hiệu xác nhận đáy chỉ số tại cái vùng này hay chưa, thì cùng Thành trao đổi và chia sẻ ở trong video ngày hôm nay ha. Và nếu mà có những cái tín hiệu đó xảy ra thì chúng ta có nên đầu tư vào thị trường và cái nhóm ngành nào hay không ở trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi, ok, thì trước khi nói về vấn đề thị trường ở thời điểm này thì chúng ta cần lưu ý một cái vấn đề, đó là trong phiên giao dịch ngày mai, đó là ngày 3 tháng 11 thì vào ngày này sẽ là hạn chót cơ cấu danh mục của quỹ Diamond, quỹ ETF Diamond. Thì với hai cái quỹ này thì họ sẽ tiến hành mua vào rất là nhiều cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 30 tháng 10 cho tới ngày 3 tháng 11, và ngày mai sẽ là ngày cuối. Thì trong khoảng thời gian này họ sẽ mua với một số lượng cổ phiếu như sau đó, và họ sẽ bán ra với một vài cổ phiếu như là SHB này, hoặc là BNG này, hoặc là MB này, hoặc là FPT, đúng không ạ? Đấy, đó là các cổ phiếu mà họ bán ra, hoặc là các cổ phiếu mà họ mua vào nhiều đó, đó là HD này, hoặc là MSB, MNG nè, đấy lượng cổ phiếu mua vào rất là nhiều đúng không, là Techcom đúng không, họ sẽ mua vào trong một khoảng thời gian như thế này và mai là cái ngày cuối cùng đó. Thì nhiều anh chị hỏi với Thành rằng là có mua theo cái danh mục này được hay không, thì đối với các Thành chẳng có bao giờ ưu tiên để mà chúng ta đầu tư theo cái danh mục này được hết đó. Thì bởi vì sao? Bởi vì đây là các quỹ họ mua theo nhiều cái mục đích khác nhau, họ có thể là mua theo mục đích đầu tư dài hạn, đó là một cái mục tiêu thông thường đầu tư của một cái quỹ đầu tư nào đó, và họ có thể là liên kết với doanh nghiệp để nhận những cái giá trị, những cái lợi ích đến từ doanh nghiệp đó bằng thông qua việc là họ nắm giữ cổ phiếu đó. Thì cũng sẽ tùy theo cái mục đích và cái chiến lược của từng quỹ khác nhau đấy. Nên là nếu mà chúng ta phần lớn là các nhà đầu tư trên thị trường đều không cùng mục đích với cái quỹ đầu tư đó mà đấy, thì chúng ta đang đều là đầu tư ngắn hạn thôi chứ đâu có ai mà đầu tư dài hạn ở thời hiện tại đó đúng không ạ? Đó, thì nó sẽ rất là khó đúng không? Mà kể cả nếu họ đầu tư dài hạn, mình có đầu tư dài hạn theo họ đi chăng nữa, và bây giờ họ mua như vậy, liệu mình biết là thời gian tới nếu mà thị trường có những cái giá tốt hơn họ có mua thêm hay không? Đấy, khi mà họ mua thêm như vậy thì mình có vốn thì mình theo mua theo cái quỹ này hay không? Thì đó cũng là một cái vấn đề ở trong giai đoạn sắp tới, tại vì mình chưa có thiết kế họ rõ ràng như thế nào. Tức là gì ạ? Không cùng kế hoạch, không cùng mục tiêu đầu tư thì sao ạ? Chỉ tham khảo theo dõi thôi chứ không có mua theo anh chị ha. Đó, như anh chị nói là mua vào thì chắc chắn là cổ phiếu sẽ tăng lên đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nhìn đi, từ 30 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu MNG là được dự kiến mua vào khoảng 10 triệu cổ đúng không ạ? Đấy, nhưng mà từ 30 tháng 10 cho tới thời điểm hiện tại đi, nó lao dốc rất là nhanh đúng không? Đấy, cổ phiếu rơi lao dốc rất là nhanh, và chỉ có mới ngày hôm nay là mới phục hồi trở lại thôi. Thì một phần nào đó là đến từ gì ạ? Cái lượng cổ phiếu mà quỹ họ mua vào như thế này. Đó, thì đó cũng là một trong những yếu tố cần phải lưu ý ha, là Techcom tương tự như thế thôi. Đấy, từ 30 tháng 10 cho đến thời điểm hiện tại thì nó đã rơi rất nhanh rồi, thì hôm nay có lượng quỹ họ mua vào thì nó mới có gì động thái phục hồi lên trở lại đó. Thì đó là những cái yếu tố mà theo hành động cơ cấu quỹ ở thời điểm này, đó là chị nào có đầu tư thì cũng có thể là gì tham khảo thêm ha. Đây, còn đây là cái quỹ của trong chỉ số trong đó VN30 thì cũng không có gì quá đột biến ha, cũng chỉ là một vài cổ phiếu tương tự như ở trên mà thôi. Đấy, nên là nó cũng sẽ một phần nào đó tác động tới cổ phiếu, giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Nên là anh chị là có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý thêm cho giai đoạn sắp tới. Rồi, ok, quay trở lại cái thị trường đi. Thì với cái phiên hồi phục ngày hôm nay thì Thành cũng chia sẻ rằng là nó chưa phá vỡ được cái xu hướng giảm trong trung hạn và kể cả trong ngắn hạn nữa, thì sẽ không có một tín hiệu xác nhận để nó gì ạ? Bước vào cái xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới ha. Anh chị lưu ý là cái vấn đề là hôm trước Thành có chia sẻ với anh chị một cái yếu tố á, đó là khi mà vượt qua cái xu hướng giảm trong trung hạn thì nó sẽ có một cái giai đoạn trung gian. Trung gian có nghĩa là sao? Tức là nó sẽ giằng co một khoảng thời gian nhất định, rồi sau đó nó mới cho một cái tín hiệu để vào xu hướng tăng, tín hiệu chuyển đổi vượt các mốc kháng cự quan trọng để vào xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới đúng không ạ? Đó, thì đó là cái điều mà Thành luôn chia sẻ với anh chị trong những cái video trước đây ấy. Nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại đi, nó chưa vượt được kể cả cái đường xuống giảm trong ngắn hạn nữa, mặc dù là hôm nay đang chạm cái đường này rất là tốt này, nhưng mà cơ bản nó vẫn chưa vượt được nha, nó vẫn chưa vượt được, nên chúng ta vẫn cần phải lưu ý và theo dõi lại
ở thời điểm hiện tại, với việc cái nhịp hồi này liệu có phải là nhịp hồi kỹ thuật hay không, hay là một tín hiệu đảo chiều của chỉ số ha. Thì đối với hành tính tới thời điểm này thì nó vẫn là một cái nhịp hồi kỹ thuật thôi. Còn khi mà nào mà chúng ta vào lệnh ở trong giai đoạn sắp tới ở phiên một là gì ạ, nó vượt qua được cả cái đường xu hướng giảm trong trung hạn đi đó, vượt qua vào giờ test lại thành công thì chúng ta sẽ vào lệnh ở cái nhịp sau đó. Thì anh chị nào an toàn thì vào lệnh nhịp này, còn anh chị nào không an toàn thì anh chị nào chấp nhận được rủi ro thì vào lệnh ở nhịp trên đó. Thì cũng sẽ tùy vào cái mục tiêu, cái định hướng đầu tư của các anh chị. Nếu mà chị muốn có cái sự chắc chắn thì mình nên vào những vùng đấy, còn vào những cái vùng như thế này ok nó vẫn được đó. Thì có nghĩa là thời gian vừa qua anh chị mua thì nó vẫn có lợi nhuận mà, đúng không đấy, nhưng mà sao cái mức độ rủi ro nó sẽ có đó. Nếu mà không kịp vì thế tây cặp thì nó sẽ rất là khó để mà chúng ta xử lý, đúng không ạ? Đấy thì ngồi lại với nhau khi là mình nhìn lại thị trường nó tăng hai phiên như thế này thì nó rất là dễ, đúng không? Biết gì là hôm đó mình mua rồi, đã mua rồi nhưng mà trễ nhất thì chiều mai hàng nó đã về khoản rồi, đúng không ạ? Đó thì đó tâm lý của phần lớn nhà đầu tư nó sẽ như thế. Và tính từ cái vấn đề đó thì đã thôi thúc nhà đầu tư sẽ gì tìm cổ phiếu để mua vào trong phiên giao dịch ngày mai. Ở bao nhiêu anh chị cũng hỏi là liệu phiên này có phải là một phiên FTD hay chưa, thì đối với cái ngành nó chưa phải là một phiên FTD nha, mặc dù là phần lớn các cổ phiếu trên thị trường nó đều tăng rất tốt rồi đó, và nó gì ạ, và cái thanh khoản cũng cao hơn so với phiên giao dịch trước đó, nhưng mà cái mức này nó không quá đột biến. Nó không quá đột biến là cái yếu tố đầu tiên, và ở cả những cái cổ phiếu tăng thanh khoản nó cũng không quá đột biến nữa, đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, trong một cái quá trình mà tích lũy tạo đáy và sau đó sẽ có một phiên FTD, đúng không ạ? Đó là cái quá trình để diễn ra FTD, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó thậm chí nó còn chưa tích lũy được nữa thì nó chỉ tới chuyện tạo đáy và sẽ ra FTD, đúng không ạ? Đó đó vấn đề tiếp theo để mà giải thích cho những cái thắc mắc hoặc là những cái nghi ngờ của phần lớn nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Ok, nhiều anh chị nhà đầu tư vẫn cho rằng thị trường càng nghi ngờ càng sợ thì sẽ càng lên. Ok, thì Thành đồng ý với những cái vấn đề đó, tức là nó vẫn đang lên mà, đúng không ạ? Nhưng nó gặp những cái vùng kháng cự ở phía bên trên này sẽ tạo cái áp lực rất là lớn cho chỉ số, nên là chị nào có đầu tư thì cũng cần phải lưu ý thêm. Thứ nhất, hiện tại chỉ số đang chạm cái đường kẹn chéo đường xuống giảm trong ngắn hạn. Thứ hai, nếu vượt cái đường này sẽ tiến lên đường kháng vùng kháng cự đường xuống giảm trong trung hạn, tức là quanh mốc 1.100 điểm, và ở vùng này nó đang có một cái vùng gap trong giai đoạn trước đó ở và cái nhịp này nó rơi rất nhanh ở và với áp lực bán cực kỳ lớn, nên là dạ, phần lớn khi mà chỉ số quay trở lại cái vùng này thì sẽ chịu những cái áp lực bán nhất định, và nếu mà lực cầu nó không đủ mạnh và nó cứ như phiên giao dịch ngày hôm nay thôi thì sẽ rất khó để mà đưa chỉ số vượt được cái vùng kháng cự này, mà không vượt vượt hoặc là không lắp lại được cái vùng gap này thì xác suất mà chỉ số có thể gì à, đi tiếp hoặc là trở lại sóng tăng tiếp nó sẽ rất khó ở trong giai đoạn về sau, nên là chị nào có đầu tư thì mình cũng nên lưu ý lại cái phần này ha. Tại vì sao, tại vì những cái vùng bên dưới như Thành đã nói rồi, những vùng bên dưới thì lực cầu nó vào rất là nhiều và gần như là không có lực bán tại vùng bên dưới này, nhưng khi một khi mà nó đã hồi lên những cái vùng kháng cự phía bên trên rồi thì các áp lực bán dần nó sẽ tăng lên, mà nó tăng lên rất là nhiều. Áp lực bán không chỉ đến từ những người kẹt hàng ở phía trên đâu, đó một cái lượng người lớn kẹt, một lượng nhà tư lớn kẹt hàng phía trên, đúng không ạ? Còn một lượng nhà tư là mua trung bình, đúng không, mua trung bình, đúng không ạ? Mua trung bình giá tỷ trọng này là cái thứ đấy. Trung bình giá thì khi mà hồi lên họ có lãi rồi thì họ sẽ bán, đúng không? Hoặc là một số nhà đầu tư là gì ạ? Bắt đáy ở phiên dịch vừa rồi, tệ nhất là cái phiên ngày 1 tháng 11 đi, thì chiều mai đã về tài khoản rồi, thì khi mai nó về tài khoản á, thì gì ạ? Thì sẽ tạo cái áp lực gì ạ? Tạo cái áp lực bán cho chỉ số thêm nữa, cho cổ phiếu đó thêm, thì nó sẽ rất nhiều cái áp lực bán. Nên nếu mà chỉ số có khả năng vượt được, ok, đó thì nó phải bứt phát được với cái lực cầu đủ mạnh. Và khi có một cái lực cầu đủ mạnh như vậy rồi á, thì cái quá trình mà tăng điểm hoặc là bứt phát hoặc là trở lại xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới nó là một cái điều hoàn toàn đơn giản đối với chỉ số. Thì vấn đề của chỉ số ở thời điểm hiện tại đó là lực cầu mà thôi đó. Vì vậy nên là mình nói là nếu mà trong trường hợp chỉ số nó bứt phát thì cái cản chéo này và nó tăng tiếp trong những giai đoạn sắp tới thì cái xác suất nhé, cái xác suất mà nó vào sẽ tăng và cái dư địa cho anh chị kiếm tiền trên thị trường đó, nó rất là nhiều. Nó rất là nhiều. Ok, có thể là mình chấp nhận mình bỏ 50% tại những cái vùng này đi. Mình lên những cái vùng này khi mà có tín hiệu xác nhận cụ thể rồi, nó mình kiếm lại là hoàn toàn bình thường. Nên là không có vấn đề gì hết anh chị ha. Nên là chị là có đầu tư thì mình cũng lưu ý cái vấn đề này để Thành chia sẻ ở đây để mà tránh cái trường hợp là chúng ta FOMO trong những phiên giao dịch sắp tới, đặc biệt là phiên ngày mai rồi mua vào thì nó lại không hay. Đó là anh chị là có đầu tư thì cũng cần phải phải lưu ý thêm.
Nhìn chung thì hôm nay phần lớn các cổ phiếu đều đều đẹp đúng không ạ? Đều đẹp đúng không? Thì phần lớn là gì? Nó đã hồi so với cái phiên ngày hôm qua rồi mà đều phục hồi với biên độ gần như là tối đa rồi. Nhưng mà nhìn lại thì phần lớn các cổ phiếu đều chỉ là hồi thôi, chứ nó chưa thể nào mà gì nó quay trở lại một cái xu hướng tăng trong giai đoạn tiếp theo được đúng không ạ? Đó, ví dụ như nhóm ngành bán lẻ đây, các cổ phiếu như là BES, MWG, DGX này nọ, các thứ VNG đấy đó, thì nó cũng chỉ là hồi thôi chứ nó chưa thể quay trở lại cái xu hướng tăng được. Ví dụ như thép đi, nhìn chị nó thép ở thời điểm hiện tại vẫn sống thị trường đúng không, nhưng cơ bản nó cũng chỉ là hồi thôi à, nó chỉ là hồi thôi và nó gì cũng còn những cái mốc kháng cự ở phía bên trên rất mạnh, nên là chị nào có đầu tư thì mình cũng cần phải lưu ý thêm ha. Hoặc là Nam Kim cũng tương tự như thế, nó vẫn còn những cái mốc kháng cự phía bên trên rất là đó, nên là chị nào đầu tư thì mình cũng nên cân nhắc và lưu ý lại những vấn đề này ha. Hoặc là Hòa Phát cũng sẽ như thế đó, còn rất nhiều mốc kháng cự ở phía bên trên đấy, thì chị nào có đầu tư thì cũng nên cân nhắc chứ mình cũng chưa cần phải vội vàng ở thời điểm hiện tại, nên là chị nào có đầu tư thì lưu ý rồi. Ok, nhóm ngành ngân hàng một số cổ phiếu đang giữ nhịp trên thị trường như là Vietcombank thì đúng không ạ, đấy nó cũng đang có một cái vùng kháng cự là quanh gì ạ, quanh 90 đúng không, đấy, vùng kháng cự quanh 90, hoặc là BIDV đi, nó cũng có một cái vùng kháng cự ở trên đây đó. Thì so với cái đà giảm anh chị, nếu mà muốn biết cái nhịp hồi này nó tốt hay là cả cái sóng hồi này tốt tích cực hay không á, thì mình phải so với cái đà giảm trước đó. Nó ví dụ như con BIDV đi à, nó giảm từ đỉnh về đây là nó giảm bao nhiêu phần trăm ạ? Nó giảm nó đó 21% đúng không, và nó hồi từ đáy mà nó hồi lên trên này thì nó hồi được 7% là chuyện này rất là bình thường, thậm chí nó hồi thêm ba khoảng thêm 10% nữa cũng là điều hoàn toàn phù hợp đối với cái sóng giảm trước đó mà thôi. Đó nên là chị nào có đầu tư thì mình cũng đừng quá FOMO đối với những cái tín hiệu như thế này ở thời điểm hiện tại đúng không ạ? Như CTG đi đúng không, nó vẫn đang trong trạng thái gì ạ, hồi phục thôi, nó chưa thể nào mà nó lên ngay được đúng không ạ? Là MB tương tự như thế nè, STB cũng sẽ như vậy đó, không chỉ là những cái yếu tố hồi phục của cổ phiếu của chỉ số ở thời điểm hiện tại thôi, TVBank tương tự như thế, hầu rất là tốt đúng không, nhưng mà lên gặp kháng cự trên đây là ngay lập tức gặp áp lực chốt lời thôi, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng nên lưu ý lại những vấn đề này ha. VHD cũng sẽ như vậy thôi, nó cũng lên nó gặp những cái vùng kháng cự phía trên này đó thì nó sẽ gặp những cái áp lực chốt lời nhất định ở trong giai đoạn sắp tới, nên anh chị nào có đầu tư thì cũng cần phải lưu ý. VNB cũng tương tự như thế đó, VNB khi mà lên gặp những vùng kháng cự phía trên này ví dụ là quanh 19 đấy đó, thì cũng sẽ chịu một cái áp lực nhất định của thị trường chung trong giai đoạn sắp tới, là con LB đó đây, những cái vùng kháng cự đó thì cũng sẽ chịu những cái áp lực nhất định đó, nên là anh chị nào có đầu tư thì đoạn này cá nhân thấy là việc hồi nó chỉ theo chỉ số thì nó vẫn chỉ là cái nhịp hồi thôi đó, và các cổ phiếu cũng đang vận động tương tự như vậy, nên là cá nhân mình cũng sẽ không có FOMO hoặc là ai bảo là có mua mới ở thời điểm hiện tại chưa quay trở lại mua chưa thì cá nhân mình vẫn chưa. Ok, nếu thị trường nó thật sự tốt thì nó cứ vượt cái cạn chéo đi nè rồi tính tiếp đúng không ạ? Đó, và khi mà vượt cái cạn chéo rồi thì sao, rất là nhiều dư địa cho mình đầu tư và rất là nhiều không thiếu nhóm ngành cho mình đầu tư đúng không ạ? Đó, khi nào có đầu tư thì cũng cần phải lưu ý lại những vấn đề này ha. Techcom tương tự như thế, hồi rất là tốt đúng không, nhưng mà gặp những cái kháng cự trên này là rất là dễ quay đầu nha đó, nên là vậy là có đầu tư thì lưu ý. Đối với nhóm chứng thì hôm nay gần như là trần hết rồi, đúng không? Đấy, thì mấy con này là theo theo thị trường mà đó, hồi phục cũng là chuyện đương nhiên đó. Ví dụ như SSI đi, từ đỉnh giảm xuống đây là bao nhiêu phần trăm ạ? Từ đỉnh giảm xuống đâu đó khoảng 30%, mà từ đáy nó hồi lên được như vậy là nó hồi được bao nhiêu? Nó hồi được 11%, 12%, đó là cũng là một cái điều hết sức bình thường ở thời điểm hiện tại trong một cái nhịp hồi phục của cổ phiếu đúng không? Ở như công viên đi cũng tương tự như thế đó, phần lớn các cổ phiếu hồi phục nhưng mà nó đều gặp những cái vùng kháng cự phía bên trên đó, chặn nó lại tạo cái áp lực bán nhất định ở những cái vùng phía trên, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng cần phải lưu ý và theo dõi thêm ở trong những cái giai đoạn sắp tới. Hai có hàng thì có thể là tận dụng để mình gì chốt bớt, mình ra bớt hàng để mình thu gọn cái danh mục của mình, nó vẫn sẽ ok, sẽ tối ưu hơn rất là nhiều. Hoặc là như con SHS đi ở lên là những vùng kháng cự trên này đấy, cũng sẽ chịu những cái áp lực chốt lời nhất định, nó là chỉ là có đầu tư thì mình cũng lưu ý. FTX cũng tương tự như thế đúng không ạ? Nhìn vào phiên trần thì nó rất là tốt, nhưng mà nhìn về tổng thể thì giảm từ đỉnh nó giảm 20-30% rồi chứ đâu phải ít đâu đúng không đó, thậm chí như không có động sản cũng tương tự như vậy. Mình nhìn về nhịp hồi hôm nay là gần như là những ngành đó cũng sẽ rất là tích cực đó bạn, tăng tiến hết trơn luôn, nhưng mà sao nó đã giảm cả giai đoạn trước rồi thì việc nó hồi như vậy thì chả vấn đề gì hết. Chứ con Nam Long cũng tương tự như thế, là con Vinhome này đó đúng không ạ, nó đã giảm cả cái giai đoạn trước rồi thì bây giờ nó hồi như thế này thì cũng chả là bao nhiêu hết đó. Là như Novaland nó hôm nay tăng trần nhưng mà gì tính từ đỉnh đây nó giảm bao nhiêu phần trăm rồi
nó giảm bao nhiêu ạ? Đó, cái giá thấp nhất luôn là giảm 45%. Nó mà từ cái giá thấp nhất này mà nó hồi lên cho tới thời điểm hiện tại là được bao nhiêu ạ? 15%, nó cũng chả ảnh hưởng gì hết ở thời điểm này. Thế nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng cần phải lưu ý thêm, đúng không? Đấy, đó là cái xu hướng, cái góc nhìn cho thị trường ở thời điểm hiện tại. Nó là mình cũng hạn chế, đừng có quá FOMO ở trong những cái ngày sắp tới, để chọn những cái điểm vào điểm ra gì đó cho nó phù hợp ha. Hay những con như Kinh Bắc hoặc là khu công nghiệp đi đó, để coi nó giảm rất là mạnh đúng không, thì bây giờ nó hồi là mình hai nhịp thì là chuyện rất là bình thường. IDC tương tự như vậy nè, như anh chị thấy biên độ nó hồi lớn nhưng mà chất đi con này nó sẽ khác nữa đó, mà trước nó cũng giảm rất là mạnh rồi thì bây giờ nó hồi là chuyện rất là bình thường đó. Nên là anh chị là có đầu tư thì mình cũng lưu ý, nói khi là mình cứ thấy nó tăng trần tăng tiến như vậy thì mình thấy là nó đang khá tốt so với thị trường chung đó, cũng kỳ vọng đánh tiếp ở trong cái giai đoạn sắp tới và lại FOMO trong những phiên tới thì nó lại không hay đó. Nên là chị là có đầu tư thì cũng lưu ý, đầu tư công là cũng tiến hết rồi đúng không ạ? Nhưng mà sao hồi như này thì canh bán canh ra vậy thôi, chứ cũng không có ưu tiên là gì mua mới là mua đuổi trong những cái phiên sắp tới đâu, đặc biệt là phiên ngày mai. Nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý ha, ví dụ như cảng biển đi, hôm nay hồi phục trở lại đúng không đó, nhưng mà sao đây nó giảm ra mớ rồi đấy, hồi phục lại là chuyện rất là bình thường đó. Nên là chị nó có đầu tư thì lưu ý phân bón tương tự như thế, nhiều chị thấy trần thấy tốt thấy hàng kia, thật ra thấy đâu có vấn đề nào, từ đỉnh nó giảm xuống đây nó giảm cùng một loạt rồi đấy, và nhà đầu tư là mua trên vùng đỉnh này là về đây ăn nó khoảng 30% rồi, thì bây giờ hồi lại là cái điều hoàn toàn đương nhiên thôi đúng không ạ? Đó thì đó vấn đề hoàn toàn bình thường đối với một cái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại đó. Nên là chị cũng đừng kỳ vọng quá nhiều ở những cái nhịp như thế này, để mình về tránh cái FOMO, tránh bị tác động của thị trường tại thời điểm này. Đối với thằng thì thằng vẫn giữ quan điểm cũ, tức là sao thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm và các cổ phiếu phần lớn đều như vậy, và nhịp hồi chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và nó không đáng bao nhiêu so với cả sóng giảm trước đó hết. Nên là chị nào có đầu tư thì cũng lưu ý ở những cái nhịp như thế này, nó là sẽ những cái nhịp để mình canh mình ra hàng, mình canh mình hạ tỷ trọng thì nó sẽ giảm thiệt hại cho cái tài sản của các anh chị. Và đương nhiên với góc độ cá nhân của mình thì mình vẫn đánh giá là cái sóng giảm, cái nhịp giảm này là vẫn còn, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng cần lưu ý thêm trong những cái lần tới ha. Rồi, ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi video đến cuối ha. Và nếu mà chị nào có thấy nội dung video hay thì có thể là đăng ký kênh hoặc là follow video ủng hộ Thành nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc anh chị có một phiên giao dịch cuối tuần thật là thuận lợi nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.